Cũng có hai còng vô hai còng ra mà. Giống vậy cái năm đúng. Ủa bên em có lấy lộn cho anh không ạ? Cái lóc 557 có hai cái nút sạc ở trên mà đâu phải hai nút sạc ở dưới đâu. Không ạ. Hồi trước là có hai nút sạc ở trên. Đúng rồi, cô ơi. Ừ. Đồng ơi, để đi đổi à. Hư cái lóc nè. Ừ. Cũ quá hư. Nè hai cái lỗ nè, hai cái giấm núm sạc đó. Mình gãy cho nó coi. Ủa, mình tháo vậy hả? Không tháo chứ em đâu biết tháo đâu. Thợ có tháo được chứ. Sao thằng nó không có lỗ trên nữa không? Cái trên thằng sạc ra vô. Sao là thằng cái này cũng cũ quá rồi, giờ không có hàng. Đâu quá, nó cũng có chứ. Vậy dưới là phải nằm ở dưới sạc đâu má chung dưới. Vậy gắn được không anh? Được, được, được. Chữ chiếc da nó rất rộng mà. Thằng lát coi, coi nó thử, thử cho biết. Nước rửa chén hả? Nước rửa chén không có rồi. Cho nó miếng trộn rửa chén này rửa xe. Cái cho em miếng xà bông người rửa chén. Bây giờ đi qua bên bển lấy cái chén chút à, chút à. Vẫn gì đây? Chai nằm dưới đất đó, chai vô miếng mà chân nước qua bệnh xử đi, tự xử đi. Không. Thank you.
Như này được không anh? Khi nào chúng ta về nhà, sẽ đi số tải xong tập trung về con. Đây là hợp đồng của tổ chức tiền hàng hẹn ai cho có tiền thực hiện. Thấy không? Okay. Thấy không? Cái hợp có đầy đủ. Còn cái anh của anh quay, mẹ quay. Không thể sợ lắm. Cho nên hai bên sẽ lại xem tổ chức tiền. Lucas. Để túi quên quên hay rớt. Không không á. Thank you.
giờ cho nó dưới ha Phúc. Ôi đụng ống rồi có đít đó. Cái này chết mẹ luôn. Cái đó có mấy chục chai. Nếu có hàng á, đặt hàng không có, mà ra ngoài mua thì nó có, nhưng mà nó rẻ chút, nhưng mà không biết xe hãng là đủ má, chờ cái tuần lễ mới có, mà có là mấy chục không. Hãng nó ra ngoài lấy à, nhưng mà nó hãng nó ra ngoài lấy thì, nhưng mà nó nói tiếng hãng thôi. Giống như kỳ tôi đi mua cái lọc gió đụ mấy chiếc siêu mắc liếc lại đầu. Nếu có hàng đi vô hãng nó không có hàng thì anh chờ đi, mãi mới có. Mày xe nó chạy chứ mai sao được. Đi ra ngoài trong hãng 800 mấy, ra ngoài bao nhiêu 600 mấy, rẻ hơn hàng đúng hàng tiền hãng chứ ra lấy gì, tại nó múa. Mình biết ở ngoài nó đỡ chút, nó cái dàn xương cho bộ yếu á, già quá nó yếu rồi. Dứt mình đang cành chất như rồi. Đó là dây nó cộng lên.